Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của ChooseSmart. Nhắc đến game bắn súng thì chắc hẳn anh em đã quá quen thuộc với những tựa game như là PUBG Mobile hay là Rule Survival hay là Free Fire rồi đúng không nào? Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một game được gọi là cụ tổ của những game này, đó chính là game CS 1.6. Vậy thì chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay ngay thôi nhé. Và đầu tiên để tải tựa game này thì anh em hãy truy cập cho mình cái link mà mình để ở phần comment đầu của video này. Và sau đó anh em hãy tải về. Anh em sẽ được một cái file zip như thế này. File zip đây. Counter Style, mình không biết đọc tên game này. 1.6 đây. Thì anh em bấm vào anh em giải nén ra. Sẽ có 3 file đây nhá. File extract này và file clean, anh em hãy giải nén ra. Anh em nhớ nhá, anh em mình phải khi anh em tải game về thì anh em hãy giải nén ra phần bên ngoài nhất của thư mục và anh em không được để vào đâu nhé, bởi vì nếu anh em để một cái thư mục nào đó thì game nó sẽ không đọc được. Và rồi chúng ta hãy chờ thôi. Thì game này là một trong những cái game mà khá là quen thuộc với anh em rồi. Nó game tựa game huyền thoại mà được một cái lập trình viên ở bên XDA, người ta đã port trực tiếp trên bản PC vào trên điện thoại. Hiện tại mới chỉ có game bên Android thôi. Thì sau khi đã tải giải nén xong thì anh em hãy cài đặt cho mình hai cái file. Đầu tiên là XASR3D. Các bạn có thể thấy hai game file mình đã được mở sẵn rồi. Thì đầu tiên anh em hãy vào cho mình phần cái ứng dụng mang tên chữ X này nhá, để kiểm tra file xem nó đọc đúng chưa. Rồi nó đọc đúng. Khi đọc đúng rồi mình sẽ thoát ra ngoài. Và chạy game anh em bấm cho mình phần CS16. Rồi anh em có thể thấy ở đây cái giao diện của nó khá là quen thuộc đúng không nào? Bởi vì đây chính là bản port trực tiếp từ trên máy tính sang, cho nên cái giao diện của nó không còn gì để bàn cãi nữa rồi, giống y đúc khoảng 99,99%. Thì để vào game anh em cứ tạo phòng như bình thường thôi. Anh em chọn phần multiplayer, phần LAN game, crypto. Đây có rất nhiều map. Thì anh em bình thường mình thấy anh em ở trên quán net ấy, người ta hay chơi những cái map như là Dutch hay là Italy. Thì mình cứ thử Italy cho quen thuộc với anh em nhé. Rồi. Đấy, anh em có thể thấy giao diện quá quen thuộc đúng không nào? Có thể nhiều anh em chắc nghĩ rằng là game như thế này không bàn phím với chuột để chơi như thế nào. Đừng lo anh em nhé, bởi vì đây là game đã port trực tiếp rồi, cho nên người ta đã tối ưu làm sao để chúng ta có thể chơi game trên điện thoại được. Thì mấy mình sẽ chọn thử nào. Rồi, anh có thể thấy phím ảo đây chạy khá là quen thuộc này. Những cái phím nhảy, những cái thao tác đều khá là quen thuộc rồi. Nhảy đổi súng này, cửa hàng store này. Mình sẽ mua thử một khẩu súng này. Đầu tiên người ta hay mua auto lục bạc. Đấy. Anh thấy anh em có thấy thao tác khá là mượt. Mình có test thử game trên một cái máy 512 MB RAM thì thấy chạy cũng khá là mượt ý. Cho nên những anh em nào mà cái máy 1-2 GB RAM thì cũng không hình án nhé. Thì để thêm bot vào trong máy thì anh em hãy chọn là bot menu này. Anh thần chọn phần add bot, chọn add survival, chọn add server, chọn add bot như bình thường. Rồi đấy, mình nhận thêm bot thành công. Rồi mình sẽ thử một phán. Rồi anh em có thấy thao tác của mình đang thực hiện khá là mượt mà, nhảy sớm bắn này. Đấy, mình đã hạ tên một ngay thằng óc chó rồi. Chúng ta hãy đặt đầu nhé. Toàn bộ thao tác như trên máy tính luôn. Nhảy nhót này. Hình như ở trong này có công chúa, mình phải vào giải cứu công chúa đúng không nhỉ? Đấy. Đúng bản nhạc huyền thoại khi mỗi khi sang bên map cướp rồi. Thì thông qua video vừa rồi thì mình đã chia sẻ nhanh tới anh em cách làm sao để tải game cũng như cài đặt game tựa em. Vậy thì thông qua video vừa rồi thì mình đã chia sẻ tới anh em cách làm sao để chúng ta có thể tải game 1CS1.1 lên trên chiếc điện thoại của chúng ta một cách thủ công rồi nhé. Thì nếu như anh em mà có một thắc mắc gì thì anh em hãy comment xuống phía bên dưới để mình có thể giải đáp anh em nhé. Còn nếu bạn thích video của mình thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của ChooseSmart để mình có động lực để làm thêm những video này hay hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.